Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Vino sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ sưu tập động vật theo tỷ lệ 1.35. Thì thường các mẫu mô hình động vật 1.35 giá nó thường không có thấp nha các bạn, rất là cao và đặc biệt là rất ít là hãng làm. Nên là nó hơi hiếm trên cái thị trường sưu tầm 1.35 hiện tại. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem sơ các mẫu mô hình động vật mình đang có nha. Đây là loài tê hà mã. Xém nữa mình lại nói nhầm là tê giác. Đây là hà mã. Còn đây là sư tử. Tùy theo cái mẫu và giá tiền á, thì nó sẽ có cái chất lượng khác nhau. Cái độ nặng này, cái detail nó cũng khác nhau luôn. Màu sơn nó cũng khác luôn. Đó. Đây là sư tử. Đây là chó rừng châu Phi. Còn đây là báo. Báo chitia gì đó. Chắc chạy quá. Mình cũng không biết, mình chỉ biết là cũng là báo xanh. Đó là báo xanh. Đây là tê giác. Thì cái này là có hãng nha các bạn. Hãng Da Phe Studio 1.35 luôn. Đây là voi. Voi thì rất nhiều nhán. Thì hiện tại mình cho các bạn xem qua hai nhán nha. Đó. Giờ là tỷ lệ 1.35 hết thì mình có thể thấy được cái kích thước của các loài so sánh như thế nào ha, rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái đế cho nó xoay để các bạn xem cái độ chiều của nó. Và buổi tối mà làm một ly cà phê mà ngắm mô hình động vật thì tuyệt vời luôn, tại vì về sau không phải loài nào nó cũng còn mãi đâu. Con người chúng ta thì càng lúc càng đông thì cái vấn đề mà vấn nạn săn bắt hay là tuyệt chủng của các loài động vật thì dần dần nó cũng sẽ xuất hiện. À mà còn con trâu rừng đây nữa, cái loài này là trâu rừng tuyệt chủng rồi các bạn, mình cũng bỏ vô luôn. Loài là trâu rừng tuyệt chủng rồi, mình cũng quên tên mất rồi, biết tuân hay sao á, mình đọc tiếng Anh cũng không có chuẩn lắm nên đôi khi nghe nó hơi lố bịch. Bây giờ mình sẽ bấm cho nó quay nha, xem được độ chiều nó như thế nào. Các bạn thấy độ clip của nó không? Rất là đẹp luôn. Nói chung thì các mẫu mô hình động vật hay là mô hình khủng long thì bây giờ bán trên cả thế giới rồi. Mọi người mua ở kênh nào hay shop nào hay là săn ở đâu cũng được hết. Quan trọng là dù tự mua đồ thì cũng được. Còn nếu mà không mua đồ thì có thể nhờ bên mình order hoặc là đặt qua bên mình cũng được. Bên mình có shop đó, là vidino.vn đó. Các bạn có thể xem một số mẫu mình có đăng cho đó. Thì đó, tối nay hơi rảnh nhưng quay cho các bạn xem về cái bộ sưu tập động vật của mình. Các bạn muốn mua thì mình vẫn thể săn điêu tìm cho các bạn được nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại.